vì ta thả thính nên cá nó vào đây. Và mình thả câu là mình biết chắc chắn mình câu được con cá nào rồi. Cái loại cá này, cái mồi câu này nó lớn hơn thính nên cá cắn câu. Không chạy quảng cáo cho hàng hóa hoặc chạy rất không đáng kể. Chủ yếu quảng cáo cho những nội dung có ích. Thầy ơi, em muốn đặt cho thầy một câu hỏi. Hiện tại nhà em đang phân phối đồ thiết bị vệ sinh ạ. Thì hiện tại thì bọn em đang theo hướng offline, tức là đi phân phối cho các đại lý ạ. Và nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì bọn em thấy cái lượng khách hàng nó giảm đi ạ. Thì em muốn là thầy tư vấn giúp em cái mảng mà online ấy. Vì thật ra là cái hàng thiết bị vệ sinh nó cũng khá là có giá trị. Khi mà mình đưa lên thì ngại rằng là khách hàng họ chưa muốn mua hàng của mình ạ. Thế bây giờ xứ vệ sinh đúng không? Dạ vâng. Đồ sen vòi và bệt xứ thiết bị phòng tắm ấy. Ai mua? Ai là người mua? Người dân. Cụ thể hơn mà... được rồi, người dân rồi thì bây giờ quan có mua không? Quan có chứ ạ. Thế vậy là dân và quan thì hết tất cả mọi người. Vâng. Cụ thể hơn là ở đây có ai hôm nay sẽ không mua thiết bị vệ sinh giơ tay lên nói tôi. Thì như vậy thì em phải biết được là ai là người mua. Ai là người mua? Ở đây tất cả đều là dân hết, không ai mua. Ở khi mình không xác định được người mua thì chi phí marketing của mình sẽ rất lớn và không hiệu quả. Ai là người mua? Thật ra là những người mà người ta có nhu cầu, người ta đang xây nhà ấy, người ta có không nhu cầu. Trên thực tiễn, lúc ông cứ hình dung em đã xây nhà bao giờ chưa? Em đã xây nhà bao giờ chưa? Em xây rồi. Em mua thiết bị vệ sinh vào lúc xây nhà hay lúc trước lúc xây nhà hay là ai đó đi mua cho em? Nếu một người bình thường. Thật ra là nhà em đang đổ cho đại lý ạ. Như vậy đại lý đang là người mua hàng? Vâng. Vậy khách hàng của em là ai? Tất nhiên là khách hàng của em hiện tại đang là các đại lý. Đại lý, có tỷ loại đại lý. Cho nên trong marketing phải xác định rõ được đối tượng đã. Bây giờ đầu tiên là mình phải xác định rõ, cái bước đầu tiên rất quan trọng là xác định cá lớn của mình là ai. Tất nhiên là bán lẻ vẫn bán đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà đầu tiên bước số 1, xác định loại cá muốn câu. Bây giờ mình hãy hình dung mình đang đi câu cá. Thì đây là những cái bài toán về marketing cơ bản. Cách làm cũ là mình có mồi, mình thả xuống ao, con nào cắn thì cắn. Cách làm này không còn đúng nữa. Cách làm mới là phải nuôi cá, cho cá ăn thường xuyên, lâu lâu cho nó đẻ, rồi lấy con giống ra, rồi nuôi nó lớn lên rồi mới đi thịt. Nên ở đây ý, là mình đã chuẩn bị sẵn cá rồi. Cá trong ao nhà mình, cá trong hồ nhà mình, cá trong biển nhà mình. Mình muốn có bao nhiêu cá là mình chỉ cần thò cần câu xuống là có cá ngay. Cho nên ở đây khi mình làm, mình bán một sản phẩm là mình đã biết chắc chắn có bao nhiêu người mua rồi. Hoàn toàn mình kiểm soát được hết. Còn ở đây, ngày xưa trong cả cái thế giới này có một mình nhà em bán cái hàng đấy. Nhưng bây giờ với internet, em bán một cái gì mấy phút sau là người ta biết em mua ở đâu, giá bao tiền rồi. Đúng không nào? Đúng. Chỉ cần đưa một cái mẫu, chụp ảnh cái mẫu, đưa lên một cái app trên điện thoại, ra tất cả các nhà cung cấp ở Trung Quốc đang cung cấp cái giống hệt của em. Vài giây. Thực ra là vài mili giây là có thể tìm thấy cái nhà cung cấp giá bán gốc luôn. Nên em không thể kinh doanh theo cách này nữa. Câu hỏi của tôi là tại sao lại bán thiết bị vệ sinh? Vì bố mẹ em làm. Trả lời nhanh. Em không, em hai vợ chồng em tự làm. Tự làm nhưng mà tại sao lại làm thiết bị vệ sinh? Thật ra là trước em có đi làm thuê cho một anh. Đúng rồi. Nó có ba cái lý do mà khiến chúng ta kinh doanh cái hàng hóa đấy và nó dẫn đến chúng ta đến ngõ cụt và thất bại. Một là do gia đình truyền thống. Bố mẹ chúng ta làm, ông bà làm, bây giờ cho con cháu làm tiếp tục cái ngành đấy. Cái thứ hai là do em được học ở trong cái trường đấy, về cái môn học đấy, sau đó em bước ra em kinh doanh cái lĩnh vực đấy. Và cái thứ ba là mình đi làm thuê cho một thằng nào đó vì nó ngu quá nên mình quyết định ra mình làm riêng, sau đó mình thành chủ và mình ngu hơn cả thằng đó luôn.
Cho nên là mình không thể kinh doanh theo cách này được. Bây giờ chúng ta sẽ làm ngược lại, bỏ qua cái siêu thị vệ sinh đi được không? Vì nó có ra tiền đâu. Một tháng cho em bao tiền? Thật ra một tháng lợi nhuận chỉ tầm khoảng 50 đến 70. Đúng rồi, một cửa hàng trung bình thì cho em 50 triệu thôi. Muốn có 500 triệu em phải mở ra 10 cửa hàng và nó quá vất vả và nó sẽ vượt quá cái khả năng quản lý của em, đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ để mở một cửa hàng thứ hai, em sẽ gặp ngay vấn đề là hàng tồn kho và hàng trả chậm, đúng không? Đúng rồi. Như vậy cái lĩnh vực thị trường đó nó đã không còn cái khả năng, nó không còn lợi thế kinh doanh nữa. Nhưng mà tại sao em vẫn ngồi ở đấy? Bởi vì em chỉ biết làm cái điều đó thôi. Cho nên tất cả những thằng mà làm theo mô hình của em thì nó phải rơi vào cái bẫy này và nó phải chết. Đương nhiên nó phải chết, cho nên em có mặt ở đây. Đúng ạ. Thầy xin chúc mừng. Cảm ơn thầy. Cái chiến thuật mà chúng ta làm ở đây là như thế này. Cái chiến thuật mới ở đây chúng ta sẽ làm như thế này. Ba chữ cờ. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ xây dựng và thu hút tất cả những con cá lớn của chúng ta đến cái ao của chúng ta ở đây. Tất cả những con cá sẽ được thu hút đến. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở và tiếp tục thu hút những con cá khác đến trong cái ao của chúng ta. Rất nhiều đến cái con cá này. Và chúng ta phải kéo, phải lôi những cái con cá từ nơi khác qua vào ao của ta. Ta có thể hình dung như là phương pháp giác thính đi. Vì ta thả thính nên cá nó vào đây. Và hàng ngày ta đều thả thính cho nên cá nó vào đây. Search cái video người nông dân nuôi 20 năm cho cá cha ăn ấy. Thì tất cả cá nó đều đi vào trong khu vực này và nó sống ở trong cái khu vực này một cách tuyệt vời. Và càng ngày những con cá này càng trở nên lớn hơn và thân thiện hơn với chúng ta. Cái này được gọi là cộng đồng với chúng ta. Và hàng ngày chúng ta sẽ làm gì với những con cá? Làm gì với những con cá? Làm gì với những con cá? Đúng rồi, phải cho nó ăn. Cho nó ăn và vỗ tay, tức là chúng ta phát tín hiệu hay còn gọi là truyền thông. Chúng ta cho nó ăn cộng với phát những tín hiệu. Có mấy loại tín hiệu cấp cho con loại cá này? Nó to lên. Mấy loại? 4 loại. 4 loại chúng ta thường xuyên cung cấp 4 loại cho loài cá này. Đó là bài viết ngắn, bài viết dài, ảnh và video. Và đây chỉ là cái loại mồi thôi. Loại bột, loại dài, đúng không? Loại mồi thôi. Còn cái nội dung của mồi, tức là chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng đó chính là những điều mà con cá này thích ăn. Mình phải rõ ràng về loại cá muốn câu. Sau đó là vì nó là loại cá muốn câu nên nó phải đúng mồi, đúng mùi, đúng vị, đúng loại dinh dưỡng. Rắc thính vào thì nó vào đây nó ăn. Vì nó không ăn đủ thính nên lâu lâu mình thả một cái lưỡi câu xuống. Ở đây có một cục mồi rất to. Và mình thả câu là mình biết chắc chắn mình câu được con cá nào rồi. Cái loại cá này, cái mồi câu này nó lớn hơn thính nên cá cắn câu. Được chưa? Cái chiến thuật này trong kinh doanh gọi là bait and hook, hay còn gọi là mồi câu và lưỡi câu, là một thuật toán kinh doanh hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái cá câu này, chúng ta sẽ nói về cái việc chúng ta kinh doanh như thế nào trên Internet. Đầu tiên chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng. Cộng đồng người. Cộng đồng người. Cộng đồng rất là đông và càng ngày nó càng đông dần lên. Các anh chị biết bao nhiêu người thì mình bắt đầu kinh doanh được không ạ? Khoảng 5.000 người thì bắt đầu có tiền. Khoảng 5.000 người thì bắt đầu có tiền. Và khi đạt đến 50.000 người thì mình có hàng triệu đô la. Nhớ là chúng ta không kéo cả tất cả các loại cá về. Chúng ta chỉ kéo đúng một loại cá mà chúng ta muốn câu thôi. Và càng đúng loại bao nhiêu thì càng dễ kiếm được tiền bấy nhiêu. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ tập hợp những đại lý vật liệu xây dựng. Có đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta xây dựng một cộng đồng những người làm đại lý vật liệu xây dựng. Cộng đồng những người làm một cái gì đó mà họ có cùng một đặc điểm. Ví dụ như cộng đồng mẹ bé. Ví dụ như cộng đồng phụ nữ làm thêm.
Ví dụ như vậy, chúng ta xây dựng một cộng đồng. Cứ như vậy chúng ta sẽ xây dựng những cộng đồng người ở trên chúng ta. Như vậy từ khóa này, và hàng ngày chúng ta phải truyền thông ít nhất mấy lần cho cộng đồng này ạ? Nếu mà trên Facebook, mấy lần? Ít nhất nhá là 4 lần trên ngày. Còn tùy thuộc của bạn, tôi là 4 lần trên ngày. Và có mấy loại mồi? Một loại mồi đầu tiên là ngắn, loại bài dài, loại ảnh và loại video. 4 loại mồi khác nhau cho cộng đồng này. Để giải quyết những vấn đề mà họ thường gặp. Vậy thì chuyện xây dựng một cộng đồng, thì đầu tiên nói về cái thứ cộng đồng. Cái cộng đồng người là quan trọng vô cùng luôn. Đầu tiên để nói về cộng đồng này, không phải giống như là ngày xưa chúng ta cứ cộng đồng là được. Mà đây là cộng đồng để kinh doanh, cộng đồng để kiếm tiền. Nên nó cần phải có những thứ như sau. Thứ nhất là họ phải chung nhau về nhân khẩu học. Cái này theo thời gian, cái nhân khẩu học tốt nhất là nhân khẩu có khả năng trả tiền cho bạn. Đúng hơn là nhân khẩu tốt nhất là nhân khẩu có khả năng trả nhiều tiền cho bạn. Nhân khẩu có khả năng trả nhiều tiền cho bạn. Cái này phải theo thời gian thì bạn mới biết chính xác được. Tôi lấy ví dụ. Nhân khẩu học của tôi này. 2/3 trong số họ là nam giới, 1/3 trong số họ là nữ giới. 50% họ sống ở Hà Nội, 25% họ sống tại Sài Gòn và 25% sống ở các thành phố khác của Việt Nam. Lứa tuổi của họ phổ biến trong lứa tuổi từ 28 đến 32. Họ đã có gia đình và thường đã có một con. Đấy là nhân khẩu học mang tính phổ biến của tôi. Những ai có cùng đặc điểm như vừa rồi có thể đứng lên được không? Hoặc là giơ tay lên được không? Giơ tay lên. 28 đến 32 là nam hoặc là nữ đã có một con. À, cảm ơn các anh chị. Đấy là nhân khẩu học về cơ bản. Đây là nhóm người có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất. Còn trên fanpage thì nó sẽ có một cái định hướng như vậy. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy lứa tuổi 25 đến 34 là thống kê của Facebook. Đây là một phổ biến nhất. 2/3 họ là nam giới, các anh chị có thể nhìn đấy. Đối với thị trường quốc tế thì các quốc gia sau đây đang đông khách nhất. Đầu tiên là Đài Loan. Thứ hai Nhật Bản. Xin lỗi, Hàn Quốc, Nhật Bản. Sau đó đến Mỹ. Đây là những người mua hàng, mua các khóa học của tôi đấy. Và sau đó là đến Pháp. Và sau đó là các nước còn lại của châu Âu và các nước khác trên thế giới. Thì lý do tại sao lại như vậy? Lý do là vì cộng đồng những người Việt Nam đang làm kinh doanh. Thì ở Đài Loan, cái cộng đồng này tại sao đông nhất? Vì họ là nữ giới hiện nay đang thích kinh doanh online. Nên rất gần gũi với cộng đồng của tôi. Thì Đài Loan, sau đó tại sao lại Hàn Quốc? Vì hầu hết mỹ phẩm mà kinh doanh tốt ở Việt Nam đều có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Đấy là, và đây là hai quốc gia mà có chị em phụ nữ đông. Đấy là lý do mà thị trường của tôi như vậy. Thì các anh chị phải theo thời gian chúng ta mới tìm được điều này. Nên ban đầu mình cứ làm như sau, là thử nghiệm từng nhóm người. Cái sai lầm ở đây là chúng ta tạo ra một nhóm người đông. Đúng ở đây là phải tạo ra một nhóm người sẵn sàng trả tiền. Nên nếu như họ không sẵn sàng trả tiền thì bạn đang xác định mục tiêu bị sai. Và phải sẵn sàng trả tiền. Nhớ từ khóa trả tiền nhiều. Phải xây dựng một cộng đồng sẵn sàng trả nhiều tiền cho bạn. Cái điều quan trọng tiếp theo không phải là nhân chủng học mà là sở thích. Họ có chung một sở thích nào đó. Sở thích. Ví dụ như học viên của tôi, sở thích của họ phải là thích kinh doanh. Sở thích. Bao nhiêu trong số các anh chị trong hội trường này thích kinh doanh và thích có nhiều tiền thì giơ tay lên. Cảm ơn các anh chị. Như vậy nhân khẩu học không đúng, nhưng mà sở thích thì đúng hơn. Như vậy marketing cũ là có thể theo nhân khẩu học, nhưng marketing hiện đại bây giờ thì phải quan tâm đến sở thích. Phải quan tâm đến sở thích.
Nếu bạn không biết được sở thích của khách hàng của mình thì bạn sẽ làm tác, bạn sẽ tác dụng của đối tượng bị sai sở thích. Sau sở thích mà chúng ta cần phải quan sát cái đối tượng tiếp theo, một trong đôi điều kiện tiếp theo rất quan trọng, đó là hành vi. Hành vi, sở thích và hành vi. Bao nhiêu trong số các anh chị đây đang dùng smartphone thì giơ tay lên ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Nên quảng cáo của chúng tôi chỉ target tới những người có dùng smartphone thôi. Cho xem smartphone và máy tính. Phải nằm ở chỗ quảng cáo. Chúng tôi cũng phát hiện ra một điều, những người có thu nhập cao thì có khả năng chi trả cao hơn thông qua thiết bị mà họ đang sử dụng. Như vậy, chúng tôi chỉ quảng cáo tới từng thiết bị khác nhau. Hầu hết mọi người nghĩ rằng là quảng cáo tới từng thiết bị sẽ đắt, sẽ ít người nhưng mà ít những chất. Chúng tôi sẽ tạo ra những quảng cáo dành riêng cho những người dùng điện thoại thông minh. Nó gọi là các điện thoại thông minh đời cuối, high-end. Về mặt thiết bị sử dụng, tức còn gọi là hành vi, chúng tôi sẽ nhắm tới những người đang sử dụng các loại thiết bị điện thoại thông minh đời cao. Về mặt hành vi, chúng tôi cũng mong muốn tìm kiếm những người có hành động mua hàng online. Về mặt hành vi, chúng tôi thích tìm kiếm những người đang có hành vi kinh doanh và làm lãnh đạo các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh và lãnh đạo. Nên về mặt chức danh, chúng tôi thường nhắm tới giám đốc hoặc quản lý. Như vậy, các anh chị đã thấy xây dựng một cộng đồng, chúng ta cần phải xác định rõ đối tượng mà chúng ta muốn thu hút. Giống như đi câu, chúng ta phải biết rõ loại cá mình muốn câu ngày hôm nay là loại cá nào. Điều này không thể làm ở ngày đầu tiên. Giống như lúc đấy tôi hỏi anh bán sứ, bán thiết bị vệ sinh, khách hàng của anh là ai? Khách hàng của tôi là dân. Trên thực tiễn, khách hàng của chúng ta không phải là dân, mà khách hàng của chúng ta là các đại lý thiết bị vệ sinh hay đại lý vật liệu xây dựng. Như vậy chúng ta phải xác định được về mặt hành vi, họ là đại lý thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng. Ví dụ như ở đây có ai đang kinh doanh ngành mỹ phẩm online mà muốn làm boss, giơ tay. Ít thế này thôi à? Rồi, xin chúc mừng. Như vậy cộng đồng của mình phải là gì ạ? Phụ nữ thích kinh doanh online, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ kinh doanh, phụ nữ thích làm đẹp. Đó là những đối tượng mà chúng ta muốn nhắm đến. Chưa vậy, chúng ta phải xác định được đối tượng. Sau khi chúng ta xác định được đối tượng rồi thì thường xuyên phải điều chỉnh. Càng nhỏ càng tốt, tức là các đặc điểm này càng rõ ràng càng tốt. Khi càng đặc điểm càng rõ ràng thì cái nhóm người nó càng nhỏ lại, cái số lượng người nó càng nhỏ lại. Nhưng vì thế mà chi phí sẽ rẻ đi. Bước này có thể không phải là bước 1, bởi vì nó có thể diễn ra trong suốt quá trình chúng ta làm marketing. Gọi là xác định thị trường mục tiêu. Trong kinh doanh đây là bước khó nhất. Vì thế mọi người đều bỏ qua nó. Tất cả các chiến lược kinh doanh thất bại đều vì không biết rõ đối tượng của mình là ai. Dẫn đến việc chi phí marketing rất là cao và không xác định được. Gần như không xác định được thu nhập trước khi chúng ta chạy chiến dịch. Tiếp theo, không cố gắng bán sản phẩm cho cộng đồng mà hãy nỗ lực giải quyết các vấn đề cho cộng đồng của mình. Vậy thì công việc tiếp theo, sau khi đã xác định được cộng đồng thì phải thường xuyên tìm vấn đề của cộng đồng. Các cái cách để tìm vấn đề của cộng đồng. Thứ nhất, đặt câu hỏi cho cộng đồng của mình. Thứ hai, đọc comment. Đọc các cái comment trong cộng đồng của mình. Thứ ba, khuyến khích họ hỏi.
và tìm giải pháp để trả lời. Thường xuyên lắng nghe họ. Mỗi khi tìm thấy một vấn đề thì bổ sung nó vào trong bộ sưu tập vấn đề của mình. Tiếp theo, tìm những vấn đề mà cộng đồng quan tâm. Tìm những vấn đề mà cộng đồng quan tâm bằng cách thử nghiệm các đề tài khác nhau. Đề tài có tương tác cao, đào sâu xuống. Với mỗi một đề tài hay mỗi một vấn đề được tìm thấy, hay mỗi một điều mà khách hàng quan tâm, chúng ta đặt những câu hỏi sau đây cho những từ khóa đấy thì sẽ tìm được nội dung. Một là cái gì? Là cái gì? Loại này cũng được quan tâm nhưng mà hiệu quả không cao. Hai, làm thế nào? Làm thế nào? Cái điều thứ ba, tại sao? Trong đó tại sao là loại nội dung mà ta cần phải quan tâm nhất. Tại sao? Tại sao? Một lĩnh vực tiếp theo, tác dụng của hoặc là ích lợi của. Tác dụng của hoặc ích lợi của. Nếu là hàng hiếm, hàng đặc sản thì thêm từ khi nào. Chỉ dành cho hàng hiếm và hàng đặc sản thôi. Khi nào? Khi nào thì bạn nên đi đôi giày này? Khi nào thì bạn nên mặc cái áo này? Khi nào thì bạn nên ăn loại bánh mì này? Khi nào thì bạn nên mua cái loại bất động sản này? Khi nào thì... Tiếp theo, test thử thị trường này. Ai? Ai nên? Hoặc là xác định rõ luôn đối tượng này. Thì đấy là những cái khía cạnh để chúng ta có thể khai thác sâu xuống cho các đề tài của chúng ta. Với mỗi cái từ ai, với mỗi cái từ khi nào đó, chúng ta đều có thể gắn sẵn vào. Như vậy chúng ta có thể khai thác đề tài theo những hướng như vậy để thường xuyên cung cấp thông tin cho cộng đồng. Và thế nào gọi là kết hợp? Hãy để cho cộng đồng của mình trở thành một phần trong câu chuyện. Tôi lên trên dân tộc thì người dân tộc rất là quý tôi, bởi vì họ rất thích xem kênh YouTube của tôi. Gần như kênh YouTube của tôi là kênh duy nhất để cho họ được học về kinh doanh hiện nay trên Internet. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến từ kết hợp. Thứ nhất, cách một là để cho họ trở thành một câu chuyện. Để cho họ trở thành một câu chuyện. Một phần trong các câu chuyện của chúng ta. Ví dụ như ai đó họ ăn thịt lợn thì đề nghị họ quay lại cái đoạn video mà hôm đó đang mở tiệc thịt lợn đó và post lên trên trang của chúng ta. Đó là cái cách đầu tiên để cho cộng đồng cùng xây dựng nội dung với chúng ta. Bạn có thể có điều như này. Nếu hôm nay bạn cũng đang ăn thịt lợn, hãy post ảnh chụp thịt lợn của bạn lên. Như vậy cộng đồng cùng làm với chúng ta. Tôi thích nhất một cái video cộng đồng mà rất là tuyệt vời. Đó là của Google các anh chị. Khi Gmail mới ra mắt thì người ta làm một đoạn video thế này. Tức là tóm cái thư bên này, xong làm gì đó với cái thư, sau đó chuyển qua bên kia. Và cứ như vậy mọi người gửi những cái đoạn clip ngắn mấy giây đó lên trên cho 3 giây. Mỗi người chỉ quay một đoạn video 3 giây, tóm lấy cái thư, xong mở ra xem, sau đó đóng lại, chuyển qua bên này. Và cái đoạn video chỉ có thế thôi. Và sau đó thì tất cả mọi người trên thế giới đều quay một đoạn video 3 giây như vậy, ghép lại cho Google thành một đoạn clip rất là hay. Mọi người tóm, đọc, tung lên, tóm, đọc, nhảy lên, tung sang bên phải. Và cứ như vậy, vì ông tung sang bên phải, cho nên ông bên phải ông bắt được cái thư. Cứ như vậy, tạo thành một cái video cộng đồng. Đó là một ý tưởng rất là hồi mới đầu của Google mới ra. Kết hợp với họ làm như sau nữa các anh chị này. Kết hợp đó là họ trở thành đối tác của mình. Đây là cách bán hàng tuyệt vời nhất và thông minh nhất. Họ trở thành đối tác phân phối của mình. Như vậy, kết hợp với họ chứ không biến họ không chỉ là người mua hàng, mà họ phải trở thành người bán hàng chúng ta nữa. Anh bánh mì, họ phải trở thành đại lý, họ trở thành những người mở cửa hàng bánh mì cho anh. Chứ không phải anh bán cái cửa hàng cho họ mà họ phải bán bánh mì của anh. Anh phải có cái tiền hoa hồng từ việc bán bánh mì thì nó mới có tác dụng. Chứ còn bán đứt cửa hàng thì không phải. Như vậy chúng ta phải kết hợp với họ. Anh bất động sản, họ phải trở thành đại lý bất động sản của anh. Tất cả họ đấy nó gọi là kết hợp. Và chúng ta phải kết hợp với họ để trở thành đối tác của chúng ta. Kết hợp điều gì nữa?
Kết hợp tiếp theo là họ chủ động nói chuyện về chúng ta. Chúng ta phải làm để họ nói về chúng ta. Họ truyền thông về chúng ta. Như vậy, họ kết hợp với chúng ta kết hợp với họ để làm nội dung, chúng ta kết hợp với họ để bán và chúng ta kết hợp với họ để làm truyền thông cho sản phẩm của chúng ta. Như vậy thì đấy mới là cách bán hàng trên Internet tuyệt vời. Và như vậy thì số lượng hàng hóa của chúng ta sẽ không có giới hạn nào cả. Vậy thì chúng ta xây dựng cộng đồng xong thì làm thế nào để chúng ta bán hàng? Và đây chính là câu hỏi của anh chị đây. Một vài điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị là không quảng cáo cho hàng hóa. Không chạy quảng cáo cho hàng hóa. Hoặc chạy rất không đáng kể. Chủ yếu quảng cáo cho những nội dung có ích. Đây mới là cái bí mật quan trọng của tôi. Mà khi mình quảng cáo cho nội dung có ích ấy, thì chi phí nó cực rẻ. Chi phí cực rẻ. Lý do là vì nó thu hút được khách hàng đến cho chính cái cộng đồng đấy. Nên là chúng ta thu hút cộng đồng, giữ họ ở lại. Nên là những cái hãng, những cái công ty mà cộng đồng thì họ càng thích mình. Nên chi phí rất rẻ. Như vậy chúng ta sẽ quảng cáo, không quảng cáo sản phẩm mà quảng cáo nội dung có ích cho cộng đồng của mình. Như vậy thì bỏ ra một số tiền rất nhỏ để quảng cáo. Cách làm cũ, quảng cáo thật nhiều tiền để đè bẹp đối thủ. Cách làm mới, luôn luôn tìm cách tiêu ít tiền nhất có thể. Không tiêu tiền thì không lên được, nhưng mà phải tiêu ít tiền nhất có thể. Quảng cáo cho những bài viết có tương tác cao, không quảng cáo sản phẩm.